Theo tìm hiểu, Toyota Vios sẽ có phiên bản nâng cấp ra mắt thời gian tới và tiếp tục lắp ráp trong nước. Bản nâng cấp này giống như trên mẫu Toyota Yaris đã ra mắt từ tháng 10 năm 2020 tại thị trường Việt Nam. Toyota sẽ nâng cấp diện mạo cho Vios 2021 với phong cách tương tự Corolla Altis. Mẫu sedan hạng B có thiết kế đèn pha và đèn chạy ban ngày LED mới, lưới tản nhiệt hình thang phía trước quay ngược 180 độ so với thế hệ cũ, nhìn sắc sảo hơn. Điểm thay đổi nổi bật nhất chính là đèn sương mù kết hợp cùng khe hút gió thấp hơn trên tất cả các phiên bản. Tại các thị trường khác trong Đông Nam Á, Toyota Vios được nâng cấp hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch, hỗ trợ AM, FM, USB, Bluetooth, kết nối WeBlink cho điện thoại thông minh iOS và Android. Kết nối WeBlink cho phép người dùng sử dụng nhiều ứng dụng của điện thoại thông minh trên màn hình cảm ứng của ô tô. Xe vẫn sẽ trang bị an toàn đầy đủ như 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống ổn định thân xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Trên phiên bản Thái Lan còn được trang bị hệ thống Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống trước va chạm và cảnh báo trạch làn đường. Toyota Vios 2021 tại thị trường Việt Nam cũng kỳ vọng sẽ được trang bị những tính năng này. Bên dưới mui xe, Vios 2021 sẽ tiếp tục được trang bị bộ đôi động cơ 1.5 lít. Nhiều khả năng mẫu xe này cũng sẽ tăng giá bán với những nâng cấp nội ngoại thất và cả trang bị an toàn giống như người anh em Yaris.